Ngắn hôm nay làm phải cho 7 ngàn, làm phải cho 7 ngàn. Cái ấy hả? Yeah. Con Bảy nó vừa kêu con, nó bảo anh nói thành sao chứ cái kiểu này đã không, năm nay không có đồng nào nó chết cứ rồi. Nói không kịp lắm rồi, cũng không kịp, không kịp đâu rỡ, thấy giờ chó không hái nổi cho không, thấy không? Bà giờ thầy chắc mấy con xin thầy ngọt lắm không? Dạ thầy phải nó mua đồ đủ cho ngọt, kiếm người nào phục với thầy đã không, không cần hôm nay có kỹ thuật trồng, không cần. Mà ai hái trồng thì có trồng, mà ai hái vậy được chó, mà nếu mà không kịp thì bỏ về cho cô Sáu qua, cô Sáu qua cũng phụ đấy hả, có sức khỏe không mình coi sao. Việc của bà đó thì đỡ lắm, vừa đỡ thức ăn mà đỡ rửa làm nữa. Ốm nè, khỏi tới dụng tới dụng thôi, ngày qua đâu ăn cơm nổi đâu, tiểu qua là hết ăn đổ luôn, đừng luôn đó, không đổi ăn tiêu luôn. Con này cầu mong thầy quá, nhưng mà uống nước, quá trời uống nước, không sao. Uống mà bình này mới biết không, làm cái chục bình vậy đó, nhỏ nhỏ uống nước thì nó tiêu vậy đó. Nhất quát mùa hè nó ốm mà dạy ăn ốm đi, ông cần nóng luôn đó, nó lập đòn thấy không. Nếu mà thầy mà có đánh chết như vậy gì cả năm, thầy nói như vậy gì là thầy nhất định thầy làm cho ông. Ừ. Tại vì không có thi giờ ăn nữa. Con hỏi thầy thì giờ đâu thầy ngồi thầy nghĩ để ăn, mà không ăn thì nó cầm cho mập mũi. Qua mình biết không ăn luôn, không ăn luôn cái thôi, uống nước ngủ. Cái là cái cũng hơi rất rất ruột. Cái giờ uống lên vô lấy cái bình cơm á. Bị cơm á. Cơm mà mẫu gửi qua cho đó. Ăn một bịch. Bịch lăn lên ngủ, quên. Ủa tới một giờ mấy giật mình thức dậy là đi vô phòng là gần đủ bút đất rồi. Ngủ hồi khoảng 10 giờ rưỡi. Tại vì tính giờ mới nghỉ. Hết thấy đường mới vô nghỉ. Dứt khoát mà. Thành ra không có đất mình ta còn làm được. Mình có đất không lẽ mình không còn dù được đâu. Tôi hãy siêng năng. Năm rồi biết đất bên đây không? Không nhớ bán đúng 2 ngàn tôi nghỉ. Nên nào lại nguyên miếng đất vậy, tính ra đó bề ngang nó là khoảng 5 mét, bề dài nó 15 mét, là 700 gần một công đất ít đâu, gần một công. Nó cỏ ghê quá, cỏ cái bằng cắt muốn chết luôn, tốn dây tốn xăng mà cắt gì nó mới lên cỏ. Thứ khoát năm nay là phải kiếm 7 ngàn cho từ thiện 1/3. Không như là mình xài năm rồi là cho từ thiện hết, hôm nay phải để lại mình xài. Mua sắm thì mua trả nợ credit. Phải làm nên. Không, vấn đề quan trọng nhất là phải làm thì ok, cái cơ thể thầy khỏe. Ừ. Vấn đề quan trọng nhất là con này như vậy, chứ còn tiền bạc này từ nó tới không ra hết. Vâng không ra. Tại thật thì nhà mình cũng đủ ăn đủ mặc rồi chứ không phải thiếu thốn cái gì. Con thật. Nhưng mà chỉ ngại được không? Ở có một mình này mà tắm tối á, nên nó lo. Đủ có chuyện gì cho nên khi tắm nó còn phải dợp trước được sao, cơ thể mình sao mới dám vô tắm. Không thì ráng ngồi cho nó khỏe đi. Chứ đợi xem mồ hôi kê vậy mà thầy không tắm á hả? Không tắm chịu nổi, nhưng mà tắm tối thì nó dễ đột quỵ nếu một mình á. Đột quỵ ai hai. Ngồi á. Gặt là nó chỉ ngặt cho mình là vụ tắm thôi. Nó lành tối chứ không nghe. Nhưng mà nó chỉ cực cái lúc đầu thì thôi. Chứ mà mốt quá khi mà nó thành hành hết trơn rồi thì mình tắm sớm rồi mình tưới thôi, nó không ai. Còn bây giờ nó bụi tùm lum, bụi là cắt cái cỏ đó. Trời ơi cái đầu thấy không? Mình nói thầy kinh lắm à. Chưa dám cạo, bây giờ cạo bao nhiêu bám hết sao, để gì cho nó rớt xuống hết. Vậy mà gọi hai là thầy bao một vào vậy nó còn vô móng tay á. Bụi vậy đó. Kinh vậy. Tháng đội đón. Bây giờ bông cỏ đó, đội tính đội nó nóng. Nóng dữ lắm mà buổi chiều như vậy mà nóng dữ rồi thầy. Nhiều nóng. Mai con đi mua phần, mới mua cái bút cho thầy, đi mua bánh mì cho thầy ngày mai. Ngày mai con, tại vì xe con đầy hàng thì không có chút chứa nữa thầy biết. Ừ. Thầy con chịu thôi, để ngày mai đi con mua cho. Sáng mai con mang đi cho thầy. Để chiều mai thầy làm gì làm. 2 năm rồi nè. Thất bại tụi là gieo hạt giống. Năm tới đừng gấp nữa, năm tới là cuối tháng 4. Thầy để trong nhà đâu có sao đâu. Không có, nó cũng lên nổi.
ở trong nhà mà mình cũng 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 lạnh gần chết, bắt mới lạnh chứ đâu có lên nổi đâu. Nhà mà phải nhà riêng, nó có một cái nhà riêng ấm á. Thì thôi, thầy làm cái kho gì vậy? Cái kho của con trận sạch thì thầy không nổi đó. Cái kho đó nó lũng lỡ lũng hang lũng, không học điều điện nổi đâu. Yeah. Thôi thì rút kinh nghiệm mà cuối tháng 4 gieo mà thôi, không có nói gì gọn đơ. Tháng 2, tháng 3 tôi làm không kịp thì kệ tôi, bà Bảy cứ không kịp đâu rồi, bà cô không kịp á. Cuối tháng 4 là gieo chứ không có rắp gì hết trơn á. Trời nó không có gì gấp hết trơn, trời đang an bài nó như vậy rồi. Thứ nhất là dùng này là rút kinh nghiệm là không bao giờ trồng chanh dây được nè. 2 năm gieo chanh dây không bao giờ lên. Mà nếu cái hổm cô Hồng cũng nói á, nếu nó có lên đi nữa thì nó mới vừa ra trái chút xíu vậy, nó lạnh mà ngón tay nó lạnh nó chết rồi. Bị mình ở đây là 4 mùa rõ rệt, chứ nó không cách nào trồng chanh dây được. Chanh dây là làm gì đấy, con ra con mua 200 bạc. Cái cô gì đó cũng cứ gửi qua, có cái năm nào cũng nhắn tin ráng trồng chanh dây kia sư, nó trồng chanh dây kia sư rồi tội luôn. Thế hả? Ừ. Thứ hai là chuối. Hả, nó vừa lên qua cái là nó chết rồi, nhưng mà phải trồng là lấy lá. Ừ, có bánh rồi phải trồng thêm, tính trồng chuối phải trồng cái cây đó. Thì cái cây đó trồng đại mùa chuối nó đầy ra đó, nó sẽ mọc ra. Đúng được. Ừ. Cái cây đó trồng cây gì cũng ra được, nhưng mà sợ lên không nổi á. Tại cái trên nó che hết rồi, thầy chặt cây đi mệt. Thầy là cái bóng mát cái đó cũng được. Trồng chuối chỉ có trồng tre là dễ nhất nha. Tại vì lý do là không phải đâu làm được gì đâu. Chỉ có mà nó nhảy tùm lum tới lạ. Nó nhảy là mệt lắm mà thầy, con nói thật á. Tại vì sao nó che nó càng ngày càng gốc nó càng già đi, mệt lắm á thầy. Có trồng cưới được hay để trồng cái củ gì đó, củ hai chuối gì đó. Củ chuối cũng năm nó có một làng nè, mà nó trồng cả năm không biết tưới biết bao nhiêu nước không. Ở đây mình trồng cái loại này tốn nước dữ dằn lắm, tưới vậy đó, ngày nào cũng tưới ao mà một năm ăn được có một lần nè củ chuối á. Thế nào nó húy quá, của độc quá thầy. Nên cái còn cái dưa gan. Bây giờ năm nay nó trồng dưa gan coi sao. Rồi này, dưa gan có tưới dưới không? Con tưởng giờ mưa đủ đấy chứ. Chứ đâu có đây mình ít mưa. Ở đây dưới chỗ ông chứ dưới ông mưa nhiều trên này. Nó cách mấy chục phút vậy mà trên này ít mưa lắm. Yêu cầu mưa được 2 đám mưa thôi là đầy rộp rau trên mà nó không mưa. Mình tưới cỡ nào cũng không bằng, thầy mưa hết trơn. Cỡ mai mốt mưa đó thầy, nó lạnh có mưa. Báo ngày mai mưa. Vâng, thầy mưa này đỡ khổ lắm, thầy đâu phải tưới gì đâu. Đấy là mai nước kiến, thầy không có sợ gì cả. Thầy thoải mái xài nước. Đây con chưa để thầy làm cái hệ thống tự động đó. Tự động tới giờ nó bật, nó chạy. Đâu tốn tiền lắm. Đúng về được rồi, tốn tiền lắm. Đầu tư vô nhiều quá. Ông nói tôi, ông cái đầu tôi không thấy không? Bây giờ xung quanh hàng rào đó, cỏ cách nào mà nó hết được hết trơn á. Thì bây giờ tôi mới lấy hết tất cả các chậu tôi để xung quanh hàng rào hết. Nó đè cỏ xuống, đó. Gọi là vô minh trụ địa đó. Đó. Nó đè xuống cho đỡ. Chứ nó lên nó rớt bông tùm lum nó lạ luôn. Ở làm bất cứ làm cái gì nó cũng đòi hỏi cái trí tuệ hết trơn á. Dầu chuyện lớn chuyện nhỏ chứ không phải đòi hỏi cái đầu của trên á. Vậy tư duy phải cần cơ chứ tại là cái đầu của đầu tư gọi là đầu tư đó. Đầu tư là cái đầu phải tư duy cái suy nghĩ, không đầu tư là không được là vậy đó. Đầu tư không phải là đầu tư gì tiền bạc không, mà đầu tư của trí tuệ. Làm ông nghĩ tới cái mình không, hôm nay gieo giống thúi ở trên rồi giờ gieo lại 3-4 bữa sau lên phà trong con gieo tính 1 tháng. Đằng này gieo trước khi đi bên Ánh Linh Tà. Đằng lên gì vậy? Chết hết rồi. Mới dạch ra coi thử nó học của qua mà. Bóp cái kia mùa thứ hồn mà. Thứ hết rồi sao lên nổi. Thôi hy vọng. Con này sợ không thầy không có nhân công nữa thôi. Chứ thầy trồng vậy là rồi đó. Bắt đầu gieo giống rồi đó. Gieo chân rồi đó. Cứ thằng cuối tháng 4 năm tới là cuối tháng 4 rồi. Không có nói sớm nói muộn gì. Vậy đi thầy đi đâu trước tháng 4 về? Tháng 15 tháng 4 thầy về đi đâu, muốn đi đâu, đi du ngoạn này, du lịch này, du bên du gì đó này, đi không du gì hả? Tôi dân du gì, đi ăn nhà đậu mà anh đâu thầy cũng đi học hỏi nhiều lắm thầy, đi mình đàn học thằng khôn thầy đi biết đâu để
chùa này chùa kia dạy thầy thêm. Càng ngày người ta càng tân tiến này ơi. Dạ không muốn đi đâu. Vậy để nói là già rồi hả? Là thầy già rồi cái gì? Muốn đi về thăm cha mẹ mà đi không được, nghỉ đi không nổi. Tại sao? Nếu mình đi với vé máy bay mà vé nằm á thì tốn tiền quá. Có vé nằm nữa thầy? Vé hạng nhất thôi chứ. Có vé hạng nhất á? Cái vé nằm. Đó là vé vé hạng nhất đó thầy. Vé nhất là vé vé business. Dạ, vé vé hạng nhất đó. Có vé nằm nữa. Thế hả? Chứ không nghĩ, ví dụ như người ta đi có cái lý tưởng, mình thì lý tưởng cha mẹ là chính, nhưng mà thật sự cha mẹ thì muốn gặp thì gọi giờ điện thoại gặp rồi, thấy rồi. Bây giờ người ta đào ngoài đời, ví dụ cỡ ông á, tại ông thì Việt Nam là ông cho mấy gái chân dài nhổ tóc bạc, thì ông ngồi cái thử tượng đó, về tới có mấy cô gái nó cứ nó nhổ tóc bạc, ông khoái ông ngồi không có thấy đau. Tôi giờ tại ngồi thấy thâm thẩm mù thôi. 24 tiếng. Sợ lắm này, con đi giờ con nghĩ vậy. Thầy đi có người đi bên cạnh, bên nói chuyện mới đỡ buồn chứ không, thầy thấy nó dài khủng khiếp rồi. Dài, nắng nặng. Cái gì mà nó không có cảm thấy, nó không có trong đời á. Ngoài đời thì ta về có bò có mình, ta cứ giống như lấy lý tưởng, ta thất thố, ta trong đời. Ta hẹn hò, ta không thấy nó mệt. Còn bây giờ mình bây giờ đi mà nó ngon. Ok. Rồi con phải đi gửi đồ cho thầy rồi nha. Rồi là không nó mua nhiêu tốn tiền sao? Và cái tính tiền hết. Cái nào vậy để về thêm á? Nó tính tiền hết tất cả một lần đấy nha. Có sao đâu. Thầy gửi như vậy nè. Khá quá rồi thầy. Đừng nắng quá nghỉ chút cơm nữa. Vô ra nghỉ đi ăn cơm đi. Làm nữa. Vâng, nằm đến chiều. Chiều 5-6 giờ thầy dậy. Một bây giờ thầy là bây giờ một ngày qua là nó mất một ngày. Tại vì nó mất là nó mất cái ấm nè, đầu ấm nè, mà không trồng, không gieo, không làm kịp á, nó mất ngày uổng vậy đó. Thầy làm hết rồi mà, thầy bảo trao hết rồi thấy, thầy trao hết chưa? Gieo còn nhiều món lắm, bây giờ còn phải gieo lại cái rau quế. Lại hỏng hết rồi hả? Lên mà ít. Rồi, nhưng mà tại vì mình gấp á, thế nào cái năm rồi, chỗ nào á, nó rụng nó cũng lên nhiều à. Rồi mới mua phân là bỏ vô cái chỗ này nè, nặng cái mùng tơ nó lên lại chứ hỏi gieo. Nghĩ năm rồi nó rụng quá trời rồi đó. Nhưng bây giờ mình cái gì phải chăm bón đó, phải có đất xốp rải lên mặt đó, làm cho nó mới có phân ăn nó lên đó. Cái bịch ba đồng mấy qua thì thầy chịu cái bịch đó vậy phải không? Không được, mà bịch đồng mấy cũng được nữa. Hay đồng mấy, nhưng mà đồng mấy chắc nó không tốt, mà cái gì cũng giá nó mỹ, mà cái gì nó cũng có giá nó tính nên... sẵn rồi thầy ơi. Cái nào thầy, cũng có giá của nó bằng thầy... bằng nó, con bảo đảm thầy không bằng nó đâu, con nói đừng có hai đi mua đồ rẻ rồi chừng nào nó đổ ồn quá. Không có bịch ba đồng mấy thì vàng mấy như thầy đó có ba mấy đồng thôi, có đáng gì đâu nha. Cái dễ siêu ha. Vâng, không cái vấn đề là nhẹ không sao. Người ta nói hôm đề bô á với lô á, nó có chỗ recycle á, hay có xe ra đó đó, mình lượm mấy cái thùng mình ta dục á để trồng. À thế à. Ví dụ như người ta mua bông qua rồi tết ta trồng, trồng xong cái ta lấy cái để con đi anh coi, anh có gì anh ghé cái chỗ rừng gọi là rời xe cồ ông lượm đại mấy cái thùng, tôi vô cái thùng tôi đè cỏ nó xuống dạ. để xuống bên hàng rào á dạ. Chứ kêu ông sĩ rồi ông kêu cao ngày nào ông làm ông làm cái hàng rào hết rồi cái xong không có cho cái con tròn nó chui vô được, bởi vì xung quanh cái chậu tôi để đè nó xuống thì nó đâu có lỗ nó chui vô, ở trên cao nó ít bò vô lắm. Nhưng mà trống thì không có chồng nào chui vô đâu. Chứ dở cái dòng sắt đó đặng cái gì đậu rồng nó leo. Thế dòng chồng đậu rồng. Nhưng bây giờ nó hứa thì nó lên. Lần này nó không phải lên làm trước một tay. Thì một tay mình giao nhà cho anh ta rồi. Mình đục qua nhà nó kỳ. Chứ sao mà bơm được cái bánh xe đằng này để đắt cũng không chịu không? Để con mua. Mai con mua cái bơm bánh xe cho thầy luôn. Bơm tay á. Bơm cho thầy luôn. Vì đó dễ mà. Không, bơm thằng bơm xe gắn máy luôn á, có không? Bằng đó luôn đó cũng được. Cho để rủ nó mềm sao sao. À không, nếu vậy là con mua cái máy bằng điện đi. Nó bơm cho thầy. Nó mạnh hơn. Còn nếu mà bơm cái bánh xe cút kít thì không cần. Nó sẵn thì đi đặng rủ cái xe gắn máy và mà. Vâng, rồi chạy nó mềm bánh thì làm sao? Vâng, ok, bơm vô được. Này mua vô được.
Được rồi, để con mua luôn cái máy bơm, ngày mai con mua luôn chứ. Bơm xe đó. Tối đang ngủ à, ngủ ngon lành à. 12, 11 mấy, cái mắc dịch, cái cô gọi mà hai người học pháp với nhau, rồi cãi với nhau. Rồi bây giờ ông nó mới xuống giờ Phật tử cô gọi qua thầy tài đi. Mấy giờ cách tiểu bang khác hay sao? Ông ở Việt Nam. Ôi trời. Gọi qua Zalo hỏi chứ Phật ngày xưa trước khi Phật chết đó, bây giờ kinh thì nó là Phật ăn nấm, kinh thì nó Phật ăn thịt heo. Hai bên giữa Nam Tông với Bắc Tông cãi nhau. Tôi nói sao mấy người rảnh quá trời, tu không lo, tu giải thoát không lo, lo đi cái chuyện ăn chứ cho nó cực, cái Phật ăn gì Phật ăn kệ không. Quan trọng là ngài nói cái pháp giải thoát thôi. Thì bị bên Nam Tông thì ăn mặn, họ nói là Phật thì đúng. Cái gì con trai thì đâu phải biết. Dạ, mà đâu quan trọng gì đâu. Bởi vậy mà cãi nhau rồi nói cãi vụ gì đó, tôi nói tôi nhức đầu, tôi nói cô thiệt đừng buồn, giờ này khuya quá để tôi ngủ. Tại vì cái điện thoại không lẽ là tắt, để nó quên dặn cái chế độ rung. Reo nữa đi 11 thì mấy làm thức cái một cái bằng ngủ. Mất chết ngủ. Rồi hết sức rồi. Mà hết thì học pháp mà cãi nhau phần biểu của tôi làm chứng. Tôi nói thật sự rồi, thấy là lý luận đó là dù ăn chay không phải của đạo Phật, tôi nói cái của đạo Phật không phải của đạo Phật. Người nói hãy ăn mặn đặng độ hữu tình chúng sanh. Còn nếu ăn chay độ vô tình chúng sanh không à. Nói thì hai bên cãi cho tôi nói cãi riết thành ra tà thuyết hết trơn à. Cái chuyện ăn cũng đi cãi. Tôi nói tinh thần Bồ Tát đạo phải ăn chay. Còn cái chuyện mà đâu có nói ăn mặn ăn về độ đó đâu. Đâu có ăn mà độ đó, ý quan niệm là ăn để độ đó, ăn thịt chúng ta để độ chúng ta. Tôi nói đó là tà thuyết ngoại đạo. Biết là Phật không có đặt chủ trương nói ăn chay, nhưng mà tại tinh thần cái Phật giáo nó phát triển. Bây giờ là tự làm sống được, tự làm ăn được, thì bây giờ tới tôi trồng, tôi ăn chay. Rồi bây giờ không để giờ tôi đi nuôi heo, tôi làm thịt heo, tôi ăn. Bây giờ cái thời buổi giờ thì tôi trồng rau, tôi ăn chay. Thì thôi nó phát triển lên như vậy. Có khi việc ăn mà cũng cãi rồi, còn đố nhau, bị họ điện hổ thầy tài nữa. Tôi nói mấy người này rảnh thiệt, rảnh. Rồi, tài nạn, ok. Tôi còn đi làm nha. Dạ, sao đi làm nha. Con gửi sẵn cho thầy luôn.